Xin chào các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Như thường lệ hôm nay chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong phiên giao dịch hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 8 năm 2021. Phiên ngày hôm nay thì thị trường chúng ta có một phiên test lại cái đỉnh của nó, đỉnh ngắn hạn thôi, nhưng mà ở đâu đó có dấu hiệu bị thất bại khi mà nhóm cổ phiếu trụ, nhóm cổ phiếu lớn thì bị bán rất mạnh, nhóm cổ phiếu bán rất mạnh và có dấu hiệu là dòng tiền lớn tháo chạy khỏi thị trường. Khi mà thấy khối ngoại hôm nay bán ròng khá là mạnh. Thực sự khối ngoại bán ròng hơn gần 1.400 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Lát nữa chúng ta xem nếu mà tự doanh mà bán nữa thì có lẽ là phiên ngày hôm nay khá xấu, đúng không? Phiên hôm qua tự doanh bán khối ngoại bán gần 1.000 tỷ, 900 tỷ. Đó, và tự doanh cũng bán hơn 200 tỷ. Nếu mà hôm nay khối ngoại bán tới 1.400. Và đa phần là nó bán, các bạn để ý kỹ thì nó đa phần là bán những cổ phiếu trụ lớn, ví dụ như là Vinhome bị bán rất nhiều này, VIC này, Hòa Phát này. Đó. Rất nhiều các cổ phiếu lớn là bị bán rất mạnh ở cả khối ngoại đó, mà xem tự doanh mà bán nữa thì rõ ràng là dòng tiền lớn họ vẫn đang chọn đứng ngoài. Mình vẫn nói trong những cái clip gần đây rồi, đúng không ạ? Họ không có dấu hiệu mua vào, thậm chí là kể cả tổ chức trong nước cũng bán ròng. Chỉ có lúc này là gì? Chỉ còn nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta là còn ôm cổ, còn ôm mộng và còn ôm cái kỳ vọng cho thị trường về lại cái đỉnh cũ thôi. Còn đâu đó tôi nói là về những yếu tố về vĩ mô thì thực sự là xấu. Tôi nói các doanh nghiệp rồi này kia, nếu bạn nào làm doanh nghiệp thì chúng ta mới hiểu được câu chuyện đó thôi. Còn nhỏ lẻ của chúng ta thì vẫn ôm kỳ vọng, vẫn ôm mộng mơ, đúng không ạ? Tiền không biết làm gì thì đập vào thị trường. Tôi nói đó, tôi đăng trên cái bài trên nhóm đó là gì? Ở thời điểm hiện tại là dòng tiền rất nóng, đúng không? Dòng tiền đầu cơ của nhà đầu tư thì rất nóng, không biết làm gì thì đập vào đây. Nhưng mà các cổ phiếu, có nhiều cổ phiếu cũng tăng rất nóng và thị trường cũng đang rất nóng, thì rõ ràng là nóng thì chúng ta chơi không khéo thì chúng ta sẽ bị bỏng thế thôi. Thì mình vẫn nói rồi, những nhịp như thế này thì có lẽ là nên đứng ngoài. Cá nhân mình cũng đứng ngoài rồi, mà hôm nay thì cũng không mua. Hôm qua cũng bị nhiều bạn nói này nói kia, nhưng mà quan điểm của mình là như thế thôi, đúng không ạ? Hôm nay test đỉnh thất bại thì khả năng mai nó lại giảm thôi. Và cũng có một điều rất vui mà cũng chia sẻ với mọi người là kênh hôm nay thì kênh YouTube của mình đã đạt được 100.000 sub, đúng không ạ? Kênh đạt 100.000 sub ở đây. Rất vui mừng, hôm nay nó lên con số tròn 100.000. Đấy thì cũng không biết là cũng nên vui hay buồn, đúng không? Bao nhiêu là nỗ lực, bao nhiêu là thời gian của chúng ta để chúng ta cố gắng. Thì cũng xin cảm ơn tất cả những anh chị em nào đã đăng ký kênh, đã ủng hộ kênh và đã theo dõi cái kênh YouTube của mình trong thời gian vừa qua. Thì cũng có những lúc thì nóng tính, đúng không ạ? Cũng có những lúc thì la mắng, rồi cũng có lúc chửi, nói thật như vậy. Mà cũng có những lúc thì cáu gắt, cũng có những lúc thì bực tức. Nói chung là cũng nhiều cảm xúc trên cái mạng xã hội, trên kênh YouTube này. Tuy nhiên thì góc độ mình vẫn là gì? Góc độ mình biết gì, mình nghĩ gì và mình chia sẻ cho cộng đồng, đúng không ạ? Hy vọng là cộng đồng, hy vọng là những ai mà người ta hiểu, người ta xem, người ta hiểu được và người ta đầu tư được, thế là mình vui thôi. Chứ mình cũng chẳng cần gì cả, đúng không ạ? Chẳng cần bật quảng cáo để kiếm tiền, hay là cũng chẳng cần mọi người phải trả tiền cho mình, hay là YouTube trả tiền cho mình, hay là bất cứ gì, đúng không ạ? Khỏe mạnh, có sức khỏe thì có thời gian thì mình ngồi mình làm, còn không có thì mình lại không làm. Cái đấy chẳng ai ép buộc được mình. Đó là câu chuyện của mình, cá nhân mình là như thế, vẫn đang đầu tư và vẫn chia sẻ mọi người. Thì có thể nó là 100k hoặc không đạt 100k mình vẫn làm mà. Từ những ngày đầu là không có ai xem mình vẫn làm. Chỉ quan điểm của mình là chúng ta cứ chia sẻ thôi, đúng không? Đến khi nào nó lan tỏa được thì nó lan tỏa, đúng không? Kiến thức hoặc là những thứ mình cho đi thì theo mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ tốt hơn là chúng ta cứ tập trung vào những thứ gọi là mang tính là manh mún quá thì nó cũng không lên. Đấy thì cũng trân trọng cảm ơn tất cả những người đang xem YouTube của mình và những người đã subscribe cho kênh của mình, nó đạt được cái mốc ngày hôm nay. Còn không biết là anh Du, anh có cho mình cái gì đó, nút bạc, nút gì đó mình cũng không có biết, không quan tâm đâu. Nói chung là mình không quan tâm mấy cái này, không bật lên thì cũng chả biết nó cho không, nhưng mà cứ vậy thôi. Chúng ta quan tâm với nhau như thế thôi. Chúng ta quay trở lại với thị trường thì tất cả những thông tin mình tổng hợp, nhận định, chia sẻ trên kênh YouTube này, nó là cái quan điểm cá nhân của mình để mọi người tham khảo. Nó không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư, nó cũng không phải là cái chân lý, nó cũng không phải là bất biến, đúng không ạ? Nó không phải là cái gì đó mà các bạn cứ phải răm rắp nghe theo. Các bạn cảm thấy đúng, các bạn thấy phù hợp thì các bạn theo, các bạn học, đúng không? Còn nếu các bạn không thấy phù hợp thì cũng không ai bắt các bạn phải mở lên để xem cả. Đó, thì đấy là cái quan điểm và rất rõ ràng. Thì bây giờ nó như thế, không đạt 100 tôi vẫn làm và tôi vẫn cứ làm, ai nói gì nói, đúng không ạ? Quan điểm của chúng ta là như thế, chia sẻ với nhau để cùng nhau phát triển thôi, để thị trường nó phát triển. Thị trường nó thì luôn luôn là đi lên, luôn luôn là phát triển. Có thể là phát triển chậm, nhưng mà kiến thức của chúng ta, kinh nghiệm của chúng ta càng ngày nó sẽ càng tốt lên và chúng ta sẽ đầu tư nó càng hiệu quả hơn. Và khi chúng ta đầu tư một cách nó chuyên nghiệp, nó hiệu quả hơn thì thị trường nó bắt buộc nó cũng phải đi theo chúng ta thôi, đúng không ạ? Thị trường nó cũng bắt buộc phải cải tiến, bắt buộc phải phát triển lên, chứ còn không thể nào mà chúng ta cứ bị nó úp bô, nó bị lừa hoài được. Đó. Rồi cũng có thể là đôi khi mình nói là nhiều cái thì lại bị những thành phần không tốt lại cũng đi gọi là chim lợn lại, thì nói chung cũng không vấn đề, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với thị trường trong nước trong phiên ngày hôm nay. Thì rõ ràng nếu các bạn nhìn, bạn nào xem video clip ngày hôm qua, đúng không ạ? Phiên ngày hôm qua diễn biến của thị trường thì cực kỳ tích cực. mở cửa là tăng và đóng cửa vẫn tăng, tức là không có lúc nào quay đầu giảm. Tuy nhiên phiên ngày hôm nay thì đấy, nếu một cái thị trường mà thực sự mạnh nha, tôi nói nếu cái phiên ngày hôm qua tôi nói, có các bạn nào xem clip nhận định thấy rồi, tôi nói là cực kỳ bất ngờ vì cái việc mà nó tăng mạnh như vậy. Cá nhân tôi cũng không thể tin được, thực sự khá là bất ngờ. Thậm chí clip ngày hôm chủ nhật tôi còn nói là thị trường nó sẽ thiên về cái chiều giảm đấy, thì nhiều bạn cũng vô cũng nói này nói kia đấy, nhưng mà rõ ràng phiên ngày hôm qua cho nên là gì, nếu theo quán tính và nếu theo đúng quy luật thì đúng quy luật về cung cầu thì phiên ngày hôm nay phải là một phiên tăng tiếp, và thậm chí là tăng mạnh hơn phiên ngày hôm qua nữa kìa. Bởi phiên ngày hôm qua là phiên gì, thanh khoản đột biến và kích hoạt dòng tiền rất là mạnh, thì đúng ra là phiên hôm nay nó phải gọi là hào hứng theo và phải đua theo rất là nhiều. Nhưng mà các bạn ngược lại, có vẻ như là chúng ta đang bị một cái sự kéo lên, một cái sự FOMO nhất định, và chúng ta đua lệnh theo. Trong khi chúng ta đua theo thì hôm qua lại Tây bán rất mạnh, thậm chí nhiều bạn bảo Tây đánh như sách luôn, đúng không ạ? Tây cứ xanh là nó bán và đỏ là nó mua. Thế thì mấy phiên hôm nay đỏ nó còn bán ra bạo hơn, dẫn đến là chưa kịp xanh lại, cho nên nó cũng chưa, đúng không ạ? Và đang có dấu hiệu là dòng tiền lớn rút ròng, như tôi nói với các bạn. Các bạn vẫn lên báo chí các bạn đọc thì vẫn thấy câu chuyện là các quỹ thì nó cũng nói thị trường chúng ta tốt lắm thế này thế kia rồi nên đầu tư, nhưng mà miệng nó thì nói thế, báo chí thì nó đang phỏng vấn thì nó nói vậy, mà tay nó thì cứ bán ra, đúng không ạ? Phu Bông thì hôm qua hôm kia gì đăng ký thêm bao nhiêu 18 triệu đô nữa, thì mà tay vẫn cứ bán, mỗi ngày rút ròng mấy triệu chứng kiểu kỹ. Thì tại sao? Đôi khi là chúng ta nên nhìn vào thứ người ta làm chứ đừng nhìn vào những cái gì người ta nói, đúng không ạ? Và phiên ngày hôm nay chúng ta thấy nó trả lại toàn bộ những gì của ngày hôm qua luôn. Nó và cả phiên ngày hôm nay thì gần như là tiêu cực, đúng không ạ? Đặc biệt là phiên chiều bị áp lực bán rất mạnh. Phiên sáng, nếu nha, tôi nói nếu cái phiên sáng ngày hôm nay ấy, nó đi gần gọi là theo cái quán tính của đà ngày hôm qua và thậm chí khá là tích cực, và nhiều bạn bị FOMO và bị đua lệnh ở những thời điểm này. Đua lệnh hôm qua đã tệ rồi mà hôm nay còn đua theo nữa thì còn tệ hơn nữa. Nói thật, những ai mua ngày hôm nay có vẻ là tệ rồi. Lỗ ngay trong phiên, đúng không ạ? Lỗ, nhưng mà tôi nói cái việc mà chúng ta lỗ ấy, thì chúng ta nếu mà như các thị trường T0 ấy, chúng ta cắt ngay, chúng ta sai, chúng ta sửa được liền. Còn này 3 ngày sau chúng ta mới sửa được cái sai lầm của chúng ta. Nhưng khi 3 ngày sau thì cái cảm xúc của thị trường nó đã khác rồi, cái tâm lý của chúng ta nó cũng khác rồi, dẫn đến đôi khi chúng ta lại bắt đầu lưỡng lự. Nếu sai chúng ta lại bắt đầu lưỡng lự, chúng ta không có quyết liệt, chúng ta cắt nữa mà cái sai của chúng ta nó sẽ càng trầm trọng hơn. Chứ nó không giống như một cái thị trường gọi là T0 là chúng ta sai là chúng ta phải xử lý ngay trong phiên liền, thì các bạn cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Thì những người mà mua bây giờ thì chúng ta sẽ cảm thấy mất ăn mất ngủ, nó khổ vậy đấy, đúng không ạ? Và nếu xét về cái bình diện chung á, thì tôi đánh giá thị trường ở thời điểm như phiên ngày hôm nay nó vẫn còn những cái trụ khá là xuất sắc, đúng không ạ? Còn khá các ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn, mặc dù là hôm nay Hòa Phát bị bán rất mạnh, khối ngoại bán cực kỳ mạnh trong phiên ngày hôm nay, đúng không ạ? Rồi VIC cũng bị bán rất mạnh, VIC là nay chia cổ tức, đúng không ạ? Vietcombank cũng đâu đó ra tin sắp sửa chia cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu, nay cũng kéo mạnh đầu phiên nhưng mà sau cũng không còn tăng tốt nữa, nhưng mà vẫn là gì, vẫn là động lực của thị trường. GVR cũng thế, hôm qua tăng trần, hôm nay vẫn còn tiếp tục tăng để giữ thị trường. Đó, nhóm thép còn có cả Hoa Sen trong này đóng góp điểm số tăng, nhóm ngân hàng có Liên Việt Sportbank trong này nữa, MB nữa. Thì như vậy là chúng ta đâu có bảo là thị trường không có trụ, đúng không? Vẫn còn những cái trụ khá cứng trong này chứ không phải là không. Đấy, VIC, Vietcom, hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, HPG rồi GVR cũng là nằm trong nhóm vốn hóa lớn, MB nữa, chứ đâu phải không có trụ đâu. Đó, nhưng mà cái điểm tiêu cực nhất của thị trường có lẽ vẫn đến từ Vinhome, như phiên ngày hôm qua. Vinhome cuối phiên cũng giảm khá mạnh, đúng không? Cả thêm SAB nữa. Hôm trước mình có lưu ý các bạn câu chuyện SAB quay lại rổ VN30 thì liên quan đến phái sinh. Hôm nay nhiều bạn sọc phái sinh ăn cũng khá nhiều, đúng không ạ? Đó. Rồi GAT hôm nay tự nhiên có nhiều lúc đang giảm tới gần 1.400, đúng không? Tự nhiên cái nhảy quay về tham chiếu rồi sau đó lại đỏ lại. Hơi có vẻ hơi giật mình, đúng không? GAT, tôi nói dạo này GAT nó cũng đánh như kiểu là nến dài thường thượt, râu dài như là penny rồi, đúng không ạ? Đó, Techcom, CTG trong phiên cũng khá tốt, sau đó lại giảm lại. Masan này có thông tin quỹ Hàn Quốc rót tiền vào nhưng mà ra tin cuối giờ không biết là sao, khả năng con này còn khỏe. VRE, Novaland này vẫn còn bị bán à? Novaland mấy này tích lũy nhiều. Trong nhóm bất động sản thì có Novaland là chưa chạy thôi, còn tất cả các con khác là chạy khá nhiều rồi. Đó, Vinhome thì bây giờ cũng quay lại cái vùng xuất phát của nó rồi, nhưng mà khả năng là chưa bắt được, đúng không? Mới có thông tin là sắp chia cổ tức. Rồi đâu đó là thông tin VIC bán ra, rồi một cái quỹ đầu tư khác nó cũng bán ra, nhưng mà chưa tới ngày bán đâu, cho nên là khả năng tới ngày bán có khi còn mạnh nữa, còn giảm mạnh nữa. Chúng ta nhìn về cái độ rộng của thị trường thì phiên ngày hôm nay độ rộng thị trường yếu, rất yếu hơn phiên ngày hôm qua, đúng không? Chỉ có 6 nhóm ngành tăng điểm thôi, 13 nhóm ngành giảm điểm và toàn những nhóm ngành quan trọng giảm điểm. Thanh khoản của thị trường thì nó vẫn nằm đâu đó trong nhóm ngân hàng và nhóm thép. Đây, Hòa Phát là thanh khoản lớn nhất, tới ngân hàng SHB, Liên Việt, Postbank, tới Hoa Sen. Như vậy 4 mã lớn thanh khoản lớn nhất, 5 mã thanh khoản lớn nhất là thuộc nhóm ngân hàng và nhóm thép. Tới Vinhome đấy, Vinhome một cổ phiếu có thị giá gọi là có cổ phiếu mà có thị giá trên 100k mà thanh khoản tới 20 triệu cổ thì các bạn thấy khủng cỡ nào rồi. VND hôm nay cổ phiếu phát hành thêm về cũng bị bán ra rất mạnh và đẩy cái thanh khoản lên rất là cao trong ngày. MB, Fitch, DIG, Techcom, như vậy đa phần là nằm trong nhóm bất động sản với lại nhóm ngân hàng, nhóm thép, đúng không ạ? Chứng khoán thì có một mã trong này thôi, SSI nằm mãi xa hơn. Đó thì đa phần là dòng tiền, nhìn như vậy là chúng ta có thể thấy câu chuyện về dòng tiền rồi. Đó, và dòng tiền nó phân bổ ở trong cái chiều bán chủ động thì nó vẫn đang mạnh hơn, đúng không ạ? Đây, ở chiều bán chủ động thì nó vẫn đang mạnh hơn và đang quyết liệt hơn rất là nhiều. Đó. Trong khi thị trường thế giới thì nếu chúng ta nhìn kỹ thị trường thế giới phiên ngày hôm qua thì cũng không có tích cực cho lắm, đúng không ạ? Hôm qua thì thị trường châu Âu giảm, đúng không? Thị trường Mỹ thì đóng cửa cuối phiên là kéo xanh lại. Đó, nhưng mà hiện tại thì Dow Jones tương lai thì lại đang đỏ mạnh này. Dow Jones tương lai đang đỏ tới hơn 200 điểm này. Nasdaq đỏ 0,35%, S&P 500 giảm 0,46%. Các thị trường khác của châu Âu hiện tại coi nào. Châu Âu này tiếp tục giảm rồi, mức giảm hôm nay thì cũng chẳng xem như hôm qua thôi, cũng không có giảm quá mạnh, đúng không ạ? Cũng còn đang nghe ngóng tình hình của châu Á, đang nghe ngóng tình hình của Mỹ. Tối ngày mai thì sẽ công bố cái biên bản đợt họp vừa rồi của Fed, đúng không? Chủ tịch Fed cũng có những cái phát biểu thì cũng biết là liên quan đến cái lộ trình tăng lãi suất như thế nào, cắt giảm chương trình mua trái phiếu như thế nào. Nhưng mà cái clip hôm qua mình có nói bạn là các cái khảo sát của các chuyên gia phân tích thì đang khuyến nghị mua S&P 500, mua thị trường stock của châu Âu, đúng không ạ? Mua cả châu Á, nói chung là tâm lý thị trường của nhà đầu tư, của giới chuyên gia cũng đang rất là lạc quan. Đấy. Nhưng mà thực sự là nếu chúng ta thấy khi mà tất cả mọi người đều quá lạc quan thì chúng ta lại bắt đầu thấy sợ, đúng không ạ? Châu Á hôm nay giao dịch gần như là giảm điểm hết, chỉ có Thái Lan là tăng, Thái Lan với Ấn Độ tăng. Đó, chứng khoán Nhật giảm, Australia giảm, Trung Quốc giao giảm tới 2% nữa thôi. Trong phiên thấy giảm ít lắm mà sao kết phiên nó giảm mạnh. Trung Quốc hôm nay ra thêm một cái chính sách mới liên quan đến các công ty công nghệ và liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ với vấn đề về cạnh tranh thương mại, đúng không? Đó, đặc biệt là cái sở hữu dữ liệu, khai thác thông tin người dùng. Nó ra những cái chính sách nhằm mang tính chất thắt chặt khá là cao. Hôm trước mình có nói một lần liên quan đến các công ty công nghệ, bây giờ họ không chỉ là có tiền, họ không chỉ họ sở hữu công nghệ mà họ sở hữu data, họ có một cái lượng big data rất là lớn thì có thể là ảnh hưởng rất nhiều đến, có thể thậm chí tôi nói đôi khi nó có thể chi phối ngược lại chính trị, đúng không ạ? Đấy, cái này chính quyền cũng phải cân nhắc câu chuyện này. Chứng khoán Hồng Kông này cũng giảm mạnh, Đài Loan cũng giảm. Nói chung là thị trường châu Á hôm nay là giảm mạnh hơn. Thị trường chúng ta là tính là vẫn giảm tích cực, đúng không ạ? Giảm tức là giảm ít hơn so với các thị trường khác. Phiên ngày hôm qua thị trường khác, các thị trường khác giảm, thị trường chúng ta tăng. Phiên ngày hôm nay thì chúng ta giảm ít hơn. So với các thị trường này rõ ràng là chúng ta vẫn đang khỏe hơn, vẫn đang khỏe hơn phần còn lại, đúng không ạ? Rồi thì đấy là chia sẻ thêm các yếu tố bên ngoài một chút xíu thôi ha. Không có lại các bạn lại bảo là nói về thế giới, nói về các chuyện thị trường xung quanh linh tinh nhiều quá mà không tập trung vào thị trường trong nước. Bây giờ chúng ta quay trở lại với thị trường. Hôm nay lúc mà kết phiên thì tôi có nhắn mọi người trên nhóm Zalo bảo nếu hôm nay mà đóng cửa ở cái mức thấp nhất phiên, tức là loanh quanh đâu đó khoảng 1358, 1360 điểm thì chúng ta nhìn cái mẫu nến nó còn tệ hơn nữa, đúng không ạ? Một cái mẫu nến nhận chìm, hai cái nến này kết hợp lại, đúng không? Nhận chìm giảm thì nó còn nhìn nó có vẻ còn xấu hơn nữa. Nó vàng dáng dấp của khúc này. Đó, nhưng mà bây giờ nó đóng như thế này cũng chưa gọi là quá xấu, đúng không? Chưa gọi là quá xấu, nhưng với cái áp lực về tâm lý á, áp lực về tâm lý mà cái đà bán ra đó, đặc biệt là chúng ta theo dõi cái đà bán của khối nhà đầu tư nước ngoài là chúng ta thấy 2, 4, 6 phiên liên tiếp và nó bán ròng, là phiên này bán ròng gần 1.400 tỷ. Đây là một cái tốc độ bán ròng khá mạnh nhé các bạn, để chúng ta theo dõi lại. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6 phiên liên tiếp rồi, mà phiên hôm nay là cao nhất, 1.400, gần 1.400 tỷ. Hôm qua là 957 tỷ, hôm trước nữa là 780 tỷ. Đấy, tuần trước này, hôm thứ hai này, tuần trước đây chúng ta xem các phiên tuần trước này, 500, 600 không à, 5, 6, 700 không, cái phiên thấp nhất là cũng 150 tỷ, bán khá mạnh ha, bán khá mạnh. Đây mà chúng ta nhìn cái đối tượng của bán là ba cổ phiếu, gần như là ba cổ phiếu này là vốn hóa trong nhóm top vốn hóa lớn này. Vinhome bị bán mạnh, VIC, Hòa Phát này, rồi gì GAT này, SAB cũng bị bán này. Hai con này cũng kéo điểm số giảm này. Masan cũng bị bán này, Nam Long, Vietcombank, CTG, hai cổ phiếu ngân hàng, Vinamilk nữa. Ôi, toàn là cổ phiếu trụ bị bán không, đúng không ạ? Rõ ràng bán trụ kiểu này. Và chúng ta để ý kỹ trong câu chuyện mà các cái hợp đồng giao dịch phái sinh của nhóm khối nhà đầu tư nước ngoài thì họ bán mạnh các hợp đồng phái sinh ngay từ đầu nhá. đúng không ạ? Để chúng ta đi vào cái đây này, chúng ta thấy này, cái khối lượng sọc phái sinh của nhà đầu tư nước ngoài lúc đầu là thậm chí tôi nói có những thời điểm nó cái lượng bán là nó gấp đôi luôn, lượng bán gấp đôi so với cái cầu mua vô, đúng không ạ? Và gì nữa, và có nhiều thời điểm là cái cầu mua của cái hợp đồng kỳ hạn sau, tháng sau rất là nhiều. Đấy, mà đến cuối phiên thì cũng có cái áp lực bán khá mạnh. Đó, phái sinh hôm nay giảm 10 điểm. Điểm giảm của phái sinh là nhiều hơn, và hiện tại là nó kéo cái basic xuống, hình như vẫn đang âm. Basic vẫn đang âm. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng là trong rổ VN30, đúng không? Xét về độ tiêu cực, độ rộng của thị trường ấy, nhóm VN30 đang khá tiêu cực. Nhất là điểm số giảm tương đối, đúng không? Nhưng mà chỉ có 6 mã tăng thôi, còn 22 mã giảm. Có 2 mã nằm vào tham chiếu. Đó, 22 mã giảm thì đa phần là những mã lớn, đúng không? Và cái độ rộng của toàn thị trường chúng ta cũng thấy là cái mã giảm nó cũng muốn gần gấp đôi so với số mã tăng này. Đúng không? Gấp khoảng 1,5 lần. Xem nhà đầu tư tự doanh. Hôm nay tự doanh bán ròng 40 tỷ cũng vẫn bán, đúng không ạ? Trong đó là mua vào Vinhome này, chắc hôm nay tự doanh đỡ Vinhome. Tiếp tục bán ròng, đúng không? Đây chúng ta thấy tự doanh cũng bán 1, 2, 3, 4 phiên ngày hôm qua thì bán ròng khá mạnh, phiên ngày hôm nay thì bớt rồi. Đó, bán NSI này, Hòa Phát này, Techcom này, MB này, Vinhome, Thế Giới Di Động thì mua, chủ yếu là nó mua hai cái chứng chỉ quỹ này thôi. CTG cũng bị bán, Vinamilk, FPT, Nam Long, đa phần là cũng là những cổ phiếu lớn bị bán khá là mạnh nha. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy giao dịch của tự doanh cũng bán, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán. Nói chung là dòng tiền lớn họ đang chọn cái phương án là đứng ngoài, đang chọn phương án là đứng ngoài trong thời điểm hiện tại. Chỉ có nhà đầu tư cá nhân của chúng ta là mua mạnh thôi, đúng không ạ? Thế thì cái xu hướng sắp tới chúng ta sẽ thấy nó như thế nào? Thì với cái đà này có lẽ là chúng ta sẽ thấy ít nhất nó sẽ quay lại, nó giảm, nó lấp lại cái gap này trước. Cái điểm tốt nhất của phiên ngày hôm nay theo tôi thấy là cái thanh khoản của nó lại không bằng cái kênh ngày hôm qua, thấp hơn ngày hôm qua, đúng không ạ? Chứ nếu hôm nay mà vốn mà lớn nữa thì còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên cái áp lực bán ra là cũng khá quyết liệt, chúng ta để ý về cái phân bổ dòng tiền trong thị trường. Đó, đó, dòng tiền và chiều bán ra cũng khá là quyết liệt. Thì khả năng sắp tới là nó sẽ giảm tiếp, đúng không ạ? Phiên ngày mai khả năng giảm tiếp. Đấy là theo nhận định thôi, khoảng về khoảng 1350, thậm chí xấu hơn nữa thì lại về MA50 lại. Đúng không? Về 1342. Khả năng là về vùng đấy, nó vẫn đang còn có những cái hỗ trợ của nó. Phiên ngày hôm qua, đây hôm nay chúng ta thấy quay lên test nhưng mà cũng không thành công, bị bán ra khá mạnh, đúng không? Trong cái tâm lý của nhà đầu tư lúc này cũng vậy, những người mà bị kẹt ở phía trên này người ta cũng chỉ chờ lên để người ta bán thôi. Còn những đội bắt đáy dưới này thì cũng cảm thấy là thứ nhất là gì, cái tôi nói là cái tuần này là tuần đáo hạn phái sinh cho nên là khả năng cũng sẽ có nhiều biến động đó. Nội chưa tới ngày thôi, phiên này còn cách 2 phiên nữa mới đáo hạn mà này cũng đã có cái sự biến động rất lớn ở bên thị trường phái sinh rồi. Đúng không? Cái biên của phái sinh nó cũng rất là lớn rồi. Đó, thì chúng ta cũng phải quan sát câu chuyện này. Đó, thì trước mắt khả năng nếu mà giảm nhẹ thì quay lại lớp cái gap này, giảm mạnh hơn tí thì quay lại về MA50 khoảng 1343. Đó, còn cái cửa lên thì theo tôi nghĩ vẫn yếu, thậm chí ngày mai vẫn có thể quay lên test lại cái vùng đỉnh 1375 lần nữa, đúng không ạ? Nhưng mà quay lên lần nữa thử đỉnh, đây lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba rồi, mà thử một lần nữa mà lên luôn thì lại tốt. Nha, các bạn chú ý, khả năng nó vẫn còn có cái cửa như này. Ví dụ như khi áp lực rồi nó bán là khối ngoại, nó bán là mạnh quá, nó cứ đè Vinhome, đè VIC, đè mấy con trụ lớn là nó bán nó không ngoi được, rồi trong đó nó phèo phái sinh nữa, đúng không ạ? Thế thì đâu khi ngày mai hoàn hồn lại rồi, thậm chí là gì, giống như nãy chúng ta thấy là nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua lại Vinhome đó, thì có thể là một cái cầu đỡ, một cái lực đỡ nhất định, nó bớt bán ra nó và dẫn đến là nó có dấu hiệu hồi lại. Nhưng mà cái cửa hồi thì theo mình đánh giá là nó vẫn thấp hơn, đúng không ạ? Tức là vẫn có khả năng quay lại test vùng 1375, nhưng mà có lẽ là nếu quay lên lại thì hồi là để bán thôi, chứ không phải là hồi để chúng ta đua lệnh và chúng ta mua vào nữa, đúng không ạ? Những cái thời điểm như vậy là khá là nhạy cảm, khá là khó rồi. Đó, khả dĩ nhất là bắt đầu quay ở đây thì chúng ta có thể kỳ vọng cho một cái nhịp là gì, lại sideways trong cái biên này này. Đó, rồi mới có cơ hội đi tiếp, đáo hạn phái sinh xong tuần sau hay mọi thứ rồi, tin tức về dịch thì mọi thứ nó tốt, nhưng mà nếu các bạn thấy là tin tức về phòng chống dịch thì có thể là tốt, đúng không ạ? Có thể một sớm một chiều thì là nó bớt số lượng ca nhiễm này kia đi thì nó ổn hơn. Nhưng mà chúng ta thấy tác động đến doanh nghiệp thì theo mình nghĩ là nó còn khá lâu. Thậm chí một số địa phương lớn, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai chẳng hạn, những thủ phủ công nghiệp không ạ, Long An, rồi bây giờ thêm cả Đà Nẵng, nó vẫn đang trong giãn cách thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến các doanh nghiệp rất là nhiều. Bây giờ là 17 tháng 8 rồi, thì giãn cách loanh quanh cũng hết tháng 8 thì coi như mất 2 tháng của quý 3 rồi. đúng không? Rồi bắt đầu sau đó là vẫn chờ cho nó ổn ổn mới đi làm trở lại, rồi mới khôi phục trở lại, thì không thể nào chúng ta giống như mà chúng ta khôi phục trong vòng 1-2 ngày mà nó xong được, đúng không? Chúng ta phải mất 1-2-3 tháng đó, để cho doanh nghiệp hồi phục và hoạt động trở lại, quy trình sản xuất và mọi thứ nó vận động trở lại. Rồi thậm chí người dân người ta về quê rồi người ta phải vào lại đấy chứ cái tình trạng mà ví dụ bây giờ người ta về người ta không vào nữa là thiếu lao động nữa, chứ chưa kể là cái câu chuyện mà đủ lao động để mà sản xuất đâu, đúng không? Mấy nay chúng ta thấy báo chí đăng nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại nhưng mà lại không có đủ lao động, không có đủ nhân công để mà làm việc, đơn hàng thì có nhưng mà người làm không có. Cái đó là một cái rõ đó, một cái vấn đề nữa, không chỉ là câu chuyện là dịch nó tác động, đúng không? Mà sau cái dịch này liệu rằng cái làn sóng về người lao động nó có bị thay đổi hay không, đúng không ạ? Người thất nghiệp thì vẫn có người thất nghiệp, nhưng mà có tìm được việc làm hay không, rồi những người ta đã bỏ về quê rồi người ta có quay lại nữa không? Cái sự sợ sệt hoặc là cái sự chuyển dịch về cơ cấu lao động, chuyển dịch về cái vùng miền lao động, đúng không ạ? Có thể người ta cũng lo lắng, người ta không dám quay lại, lỡ đâu người ta lại bảo tôi quay lại mới được tháng chưa ổn định công việc ở lại bị phong tỏa nữa thì sao, ví dụ vậy. Người ta cũng có một cái sự suy đoán, người ta có sự lo lắng chứ đó. Và các doanh nghiệp nữa, các doanh nghiệp bây giờ cũng đang rất là nhiều khó khăn, thậm chí nói vui các bạn chứ các doanh nghiệp bây giờ là thậm chí họ phải bán cổ phiếu quỹ ra để kiếm tiền, hoặc là họ dùng tiền, họ dư tiền, họ không biết làm gì, họ cũng phải đi kinh doanh cổ phiếu rồi chứ đâu có hoạt động sản xuất được, đúng không ạ? Nói chung là nhiều khó khăn mọi bề, đúng không? Lĩnh vực nào cũng khó khăn, ngành nào cũng khó khăn. Đâu đó chúng ta cũng thấy là khi thị trường lên thì nói theo hướng tốt, đúng không? Doanh nghiệp nào cũng tốt đó, nhưng mà khi thị trường xuống hay là tự nhiên những cái tin nó không tốt bắt đầu nó ra, thì thường thường tin tức nó cũng chạy theo diễn biến của thị trường thôi, chứ nó không ra tin trước đâu. Chẳng có ông nào mà ra tin trước nói một cổ phiếu là ở thị trường hôm nay tăng đấy do tin này tin kia, không có ai nói trước được như vậy. Mà hôm nay thấy tăng bắt đầu bảo cổ phiếu này tốt lắm, cổ phiếu này tăng mạnh, lý do thế này, lý do thế kia. Mà khi thị trường giảm thì nó cũng bắt đầu tin xấu ra, đúng không? Tác động thế này, tác động thế kia. Nhưng mà có những cái chúng ta tác động là chúng ta biết trước rồi, đúng không? Khó khăn trăm bề như thế, ai là những người trực tiếp đang hoạt động, đang sản xuất thì chúng ta sẽ nắm rõ câu chuyện này hơn. Đó, các thị trường thế giới cũng vậy. Mặc dù hôm nay chúng ta thấy các dữ liệu kinh tế của châu Âu báo cáo cũng khá là tích cực, đúng không? Tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh vân vân, tăng trưởng GDP của đồng tiền chung châu Âu là cũng đang khá tốt này. Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh thì giảm này, khi mà mở cửa trở lại đấy, thì đó là một cái dấu hiệu là các cái sự hồi phục kinh tế của các nước nó cũng đang ổn. Khi mà họ tiêm phòng rồi mọi thứ ổn thì từ từ nó sẽ hồi phục lại thôi, chứ đâu thể nào cứ tệ mãi được. Và chúng ta cũng thế thôi ha, chúng ta cứ kiên nhẫn, nói chung là kiên nhẫn và kiên trì, kiên nhẫn đối với tình hình hiện tại đó. Và đầu tư thì chúng ta cũng phải kiên trì, thậm chí là kiên trì để chờ đợi cái điểm vào cho nó phù hợp, chứ cũng không phải cứ cố rồi lúc nào cũng cứ phải mua, cũng nào cũng phải nắm cổ phiếu cho được. Mà nhiều lúc tôi nói, thậm chí bảo nói vui chứ bảo cầm tiền chúng ta không chịu được, hay mà nói vui bảo để tiền trong tài khoản không biết làm gì là không chịu được, cứ phải tìm cái gì đó để mua, tìm con nào đó phải mua, bắt buộc là phải mua cơ, chứ không thể để tiền không trong đấy được. Mình cứ sợ công ty chứng khoán lấy mất tiền của mình, hay cứ sợ mình bảo để tiền ở đấy thì mình lại bị chửi ngu là không biết giao dịch hay sao. Cho nên là chúng ta cứ có cái tâm lý là bán xong phải ứng mua liền. Nhiều bạn chỉ quan tâm phí ứng tiền là bao nhiêu thôi đó, phí margin là bao nhiêu thôi. Trong những phiên như thế này, thậm chí hôm nay có dấu hiệu một số công ty chứng khoán siết margin, đúng không ạ? Có dấu hiệu căng cứng về margin, nó cũng một cái tín hiệu, một cái điểm khá là không tốt cho thị trường, đúng không ạ? Một số cổ phiếu bị siết margin lại thì chúng ta cũng phải thận trọng trong câu chuyện này. Đó, thì cái quan điểm của mình về thị trường hiện tại là như thế, đúng không? Cái cửa về vùng 50 quanh 1340 cũng vẫn còn khá là cao. Đó, và nên đi lại để tích lũy. Thậm chí ngày mai nó có thể giảm không về tới đó đâu, nhưng mà có thể là đến phiên đáo hạn phái sinh thì chúng ta chưa biết chuyện gì xảy ra. Tôi nói rồi, thực sự đến thời điểm này vẫn đang khá là bất ngờ và khá là khó đoán trong cái nhịp đáo hạn này, mà bởi vì có thêm sự xuất hiện của SAB trong đó, không biết dùng để đạp hay dùng để kéo, hay là nay đạp rồi để vài bữa kéo, hay là đạp nay mai đạp nữa rồi đến thứ năm bắt đầu nó kéo lên, đúng không? Cuối phiên đáo hạn phái sinh SAB tăng trần thì sao, cũng không biết đâu được. Nay đạp một phát rồi mai đạp cho phát nữa, đến thứ năm ta lại kéo lên để phục vụ phái sinh. Không biết đường nào mà lần đâu. Nói chung là các bạn cứ phải chờ mà xem. Tôi nói đợt này khá là bất ngờ đấy, sẽ có nhiều bất ngờ bởi vì nó có thêm nhiều nhân tố mới trong cái câu chuyện này. Đó, thì tôi chia sẻ thêm như vậy thôi. Còn chúng ta cứ bình tĩnh trong thị trường này, chúng ta hết sức bình tĩnh, đúng không ạ? Đó, khi nào nó gãy những cái mốc hỗ trợ thì chúng ta mới cắt. Đó, còn không thì chúng ta vẫn cứ nắm giữ thôi, chưa có gì là quá lo lắng trong câu chuyện này. Chứ cũng đừng có quá hào hứng để mà đua lệnh. Thế thôi. Đấy là vị thế ngắn hạn, đúng không ạ? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn luôn bình tĩnh, tự tin và suy nghĩ cho thật kỹ để chúng ta có những cái bước đi cũng như là những cái thời gian đầu tư nó hiệu quả trên cái thị trường này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.